Rồi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em về cách đọc lỗi chẩn đoán trên cái động cơ 5SFE. Đây là cái động cơ 5SFE thì sử dụng trên xe Camry đời 99. Và nó sử dụng cái giắc chẩn đoán này là cái giắc chẩn đoán OBD1. Giắc chẩn đoán OBD1. Đây là cái giắc chẩn đoán nè, diagnostic nè. Thì trong cái giắc chẩn đoán này, cái giắc chẩn đoán OBD1 thì chúng ta cái quy trình chúng ta đã học rồi. Để mà chẩn đoán thì chúng ta dùng một cái sợi dây khoảng hơn một tấc hoặc một tấc được rồi. Một số cái điều kiện chẳng hạn như là gì, điện áp ắc quy phải từ 11 tới 14 V, rồi tắt tất cả các phụ tải, máy lạnh, radio, rồi các hệ thống chiếu sáng tín hiệu, rồi bật công tắc máy ở vị trí on, bật công tắc máy ở vị trí on, lưu ý công tắc máy ở phía sau. Đây. Chỉ cần bật on lên thôi, không có đề nha, không có đề, bật on lên. Rồi trên này nó có một cái đèn, cái đèn này là đèn check engine lamp. Cái đèn này động cơ đã nổ thì cái đèn này phải tắt, còn khi động cơ nổ rồi mà cái đèn nó sáng chứng tỏ là hệ thống điện động cơ chúng ta có vấn đề. Tức là đèn check engine lamp là cái đèn báo lỗi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái nắp chẩn đoán này ra, quan sát nha. Mở cái nắp nó có phèn, mở ra. Và bây giờ chúng ta trong quy trình là chúng ta nói chúng ta không cần thuộc lòng gì hết, mà trên cái nắp này nó có ký hiệu, nó có chỉ cho mình luôn. Chừng nào chừng E1, chừng nào chừng T1. Như vậy nhìn vào đây, chúng ta nhìn cái giắc này chính là cái giắc này. Như vậy ở đây người ta chỉ cái chân T1 là chân ở giữa này, là chân này. Thấy chưa? Và chân E1 là chân này. Chân E1 là chân này. Như vậy chúng ta chỉ cần nối tắt hai chân này với nhau. Và chúng ta sẽ quan sát cái đèn check engine lamp này. Nếu mà động cơ chúng ta nó không có lỗi, nó không có lỗi, thì cái đèn này nó chớp đều đặn, nó chớp tắt một cách đều đặn. Còn nếu mà nó có lỗi thì như thế nào chúng ta sẽ đọc. Một, như vậy đó lỗi 21, ngưng một đoạn. Một, hai, một, hai, lỗi 24, lỗi 24, ngưng một đoạn. Một, hai, một, hai, mấy lỗi? Sáu. Rồi đọc lại nè. Nếu mà chúng ta nó nhanh quá, khi nào nó lặp lại lỗi ban đầu thì chứng tỏ là nó đã kết thúc lỗi. 1, 2, 1, lỗi 21. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 24. 1, 2, 1. Vậy có hai lỗi thôi, nó lặp lại lỗi ban đầu rồi. Như vậy cái này nó có hai lỗi. Là lỗi bao nhiêu? 21 và 24. Đó là cách đọc lỗi.